Hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Đình Lâm nhá. Ok, thì hôm nay tiếp tục quay trở lại với con binh bóc anh em. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách chơi cũng như là cách kiếm tiền trên cái con binh bóc siêu xe này anh em nhá. Rồi, hôm nay thì mình sẽ cầm 100k vào bắt siêu xe cho anh em xem. Đấy, nhưng trước khi vào siêu xe thì mình vẫn lật poker trên dưới anh em, kiếm vài lít, 7 lít, 8 lít một cụ gì đó, xong mình sẽ vào bắt cầu siêu xe cho anh em xem nhá. Cho nó nhanh anh em ạ, lên vốn nhiều cho nó sướng. Chứ bây giờ cầm 100k vào chơi siêu xe mình vẫn có thể kiếm được tiền, nhưng mà mất thời gian của anh em hiểu không? Đấy, thì thay vào đó thì mình sẽ chơi poker trên dưới. Đây, lên một củ anh em nhé. Đấy, vốn 100k, lên một củ với con poker trên dưới trong vòng 30 giây. Rồi bây giờ mình sẽ vào bắt siêu xe cho anh em xem này. Anh em vào, anh em nhớ để ý cái cầu. Nếu mà cái cầu đó nó có siêu xe ở trên thì anh em càng tốt nhá. Đấy, bây giờ anh em chỉ việc bắt hai con ở giữa auto với lại một con Mazda hoặc là BMW. Để anh em bắt bốn cửa dưới, anh em chỉ được bắt 3 trong 4 con ở dưới. Một là anh em bỏ Mazda, hai nữa là anh em bỏ BMW nhá. Đây, nhưng tay này thì mình sẽ bắt hai con ở giữa anh em nhá. Thừa thì mình sẽ nền con siêu xe thử thôi anh em. Đấy, chứ mình không bao giờ mình bắt siêu xe cái con này. Đấy, mình chỉ bắt 3 trong 4 con ở dưới thôi anh em nhá. Đấy, mình đoán chắc chắn nó sẽ vào hai con ở dưới cho mà xem. Đấy, ok nhá. Rồi, phát đầu tiên anh em này, phát đầu tiên lượm lúa nhá. Rồi anh em nào mà chưa trải nghiệm cái con siêu xe này, đấy, binh bốc này, thì link mình đã ghim dưới phần bình luận với là mô tả nhá. Anh em chỉ cần tải về, liên kết số điện thoại với ngân hàng xong, inbox ngay vào cái tele mình ghim ở bên trong mô tả đấy. Anh em gửi ID vào đó, anh em sẽ nhận được auto code 20k. Và đặc biệt nữa, anh em inbox qua Zalo cho mình sẽ tặng anh em thêm Momo. Ok chưa? Rồi, ăn tiếp này, ăn tiếp nhá. Anh em thấy không, hai đây, ăn cả hai nhá anh em. Rồi, anh em cứ đánh hao auto hai con ở giữa với lại một là Mazda, hai đó là BMW, anh em bỏ một trong hai con này nhá. Ok, anh em bỏ cho mình một trong hai con đó, sau anh em cứ đánh hai con ở giữa với là một con Mazda, thêm một con Mazda hoặc là con BMW thôi. Anh em cứ chơi theo cách này của mình, anh em phải đánh đều tay anh em nhá. Anh em đánh bên nào thì bên đấy phải bằng nhau nhá anh em. Đấy, như mình 810 thì con nào cũng phải 810k này. Đấy, đấy lại phải ăn, anh em thấy không? Đấy, anh em cứ vào xem cầu đi. Đấy, tỷ lệ con nào ra nhiều thì anh em theo. Đấy, anh em chỉ cần xem hai con Mazda với lại con BMW thôi nhá. Đấy, mình mỗi ngày thì mình vẫn bỏ ra một tiếng đồng hồ để đưa tất cả anh em về bờ. Anh em nào mà đang xa bờ xa đảo thì cần về bờ cứ liên hệ inbox ngay qua Zalo cho mình trong mô tả nhá. Rồi, kéo mất thì mình sẽ hoàn lại vốn cho anh em thôi. Còn ăn thì anh em cứ ăn 100%, mình không lấy phí đâu mà lo nhá. Đấy, nhiều anh em lo sự mất phí thì không dám. Đấy, anh em cứ yên tâm thoải mái nhá. Đấy, tiền mình không thừa nhưng mình cũng không thiếu để lấy những cái tiền lẻ của anh em đâu. Đó là mình nói thật. Đấy, mình chỉ muốn giúp anh em thôi. Vì trước giờ mình cũng đã từng giúp anh em rất là nhiều rồi. Bây giờ mình ra vào lại phát nhá. Vẫn cầu đấy anh em nhá. Vẫn cầu cũ nhá. Đấy, anh em ra vào lại phát thì nếu mà nó đổi cầu thì đẹp, mà không thì anh em vẫn chơi cầu cũ không sao cả anh em. Rồi, bây giờ mình vẫn tiếp tục bắt ba con vừa rồi anh em nhá. Đấy, nó đang bệt ba con này thì mình vẫn bắt ba con thôi. Đấy, hên nãy giờ chưa mất tay nào cả anh em mà, mình bắt 5-6 tay rồi, ăn thông chưa mất tay nào nhá. Anh em cứ bỏ auto con siêu xe cho mình, bắt 3 con ở dưới. Đấy, anh em đừng có bắt 4 con nhá, bắt 4 con nó không cho rút đâu. Anh em cứ chơi 3 con thế này, auto rút tiền hàng ngày luôn anh em. Đấy, đánh sập game luôn. Đấy, anh em thấy không, 100k bây giờ lên 8 triệu rồi này, không nói nhiều. Bây giờ mình sẽ đánh một tay 2 triệu rưỡi luôn này. Ôi, không kịp vãi nồi chưa. Đánh không kịp kìa, mỗi tay 2 triệu rưỡi mà không kịp anh em ạ. Adu, địt mẹ ra siêu xe rồi, toang rồi anh em ơi. Mẹ, mình tự tin quá anh em ạ, à, mình tự tin quá. Rồi, bây giờ còn chỗ mấy nữa thì mình sẽ tắt tay vào đây để lấy vốn nhá. Đấy, con này nãy giờ tỷ lệ ra nó rất là ít này. Bây giờ siêu xe rồi, siêu xe xong là hai auto hai con ở giữa thôi anh em. Cứ siêu xe xong auto hai con ở giữa mà chơi thôi. Đấy, hy vọng nó ra con này để kiếm vốn này, ok nhá. Ôi, may quá anh em, mà không sao anh em, vẫn lấy lại được 6-7 củ nhá. Đấy, 7 triệu này, không sao đâu anh em. Đấy, mình có thể làm lại từ con số 10k cho anh em xem. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đánh tiếp anh em. Mình sẽ tất tay tiếp vào ba con này nhá. Cứ siêu xe xong rồi cứ tất tay thôi anh em, không phải sợ gì cả. Đấy, 90% là ăn mẻ rồi anh em. Còn 10% nó sẽ bể siêu xe hoặc là nó sẽ bẻ cầu anh em không chơi ấy. Anh em cứ auto ba con này cho mình. Đấy, ăn tiếp 2 triệu 3 này, 2 triệu 3 nhân 5 anh em này, lên mười mấy triệu nhá. Rồi, lên 1 triệu rưỡi này.
Rồi, anh em nào mà buổi tối rảnh rảnh tầm 8 giờ thì ghé kênh Đình Lâm Ga Minh xem mình livestream con Minh Box này anh em nhá. Mình sẽ đánh cho anh em xem. Đấy, mấy hôm nay mình đánh cho sập cả Minh Box luôn, Minh Box chuẩn bị sập luôn anh em ạ. Mình đánh cho sập cả game luôn. Đấy, mấy hôm nay chốt lớn quá anh em. Rồi, bây giờ mình sẽ đánh tiếp tất tay phát nữa này cho anh em xem. Cứ ra siêu xe mình tất tay cho nó sấp mặt lờ luôn. Anh em thấy chưa? Ăn tiếp 4 triệu mấy này. 4 triệu mấy x5, 4 triệu x5 này. Đấy, lên 19 triệu 500 này. Bây giờ mình đánh tay nữa mình nghỉ anh em nhá. Mình đánh đúng một tay này nữa mình nghỉ này. Đúng một tay cuối cùng nhá là mình nghỉ nhá. Đấy, vốn 100k lên tầm 20 củ là đẹp anh em ạ. À, không nói nhiều, quả này kiểu gì mình cũng ăn rồi. Nhưng mình không thích tham anh em, mình không thích tham. Đấy, tỷ lệ ăn tầm 99% đây rồi nhưng mà mình không thích tham, mình đánh tay mỗi tay 1,5 triệu thôi. Ăn cho anh em biết thôi anh em. Đấy, anh em nào mà cần về bờ thì cứ liên hệ ngay qua cho mình nhá. Ok, ăn tiếp 1,5 triệu này là lên 20 mấy triệu này. Thôi chắc bây giờ mình dừng clip tại đây thôi anh em. Đấy, hướng dẫn anh em thế là anh em đủ để kiếm tiền rồi. Còn bây giờ bye bye, hẹp lại anh em nhá.